Lời chúc mừng đến bạn Mai Trang, bạn Đình Chinh và bạn hôm nay. Vòng chung kết mừng Đảng mừng xuân thì chắc mấy lớp bắt đầu. Vòng chung kết mừng Đảng mừng xuân nha các bạn. Giải là giải như này. Có sự hỗ trợ của nhà nước, của huyện Minh Lức ha. 92 đang rung cánh. Bóng 092 bóng chim đang đều 068 052 đang đến tốt bóng 052 bóng 068 chạy cầu tốt bóng 42 và 92 bóng to rõ phía bên kia chiến binh số 43 như thế nào bạn cũng đang chạy cầu miệt mài Thời gian trận chung kết đang gần hết, đang lui về những giây phút cuối. Chiến binh mà tôi nghĩ rằng là đang đều là chiến binh số 52, 68 cũng đang chạy cầu đều và 43 đang nói chung là cũng 1-8-1-10 đã kết thúc. Kết thúc trận chung kết lần này các bạn. Nói chung là chim nào cũng không vừa luôn các bạn, chim nào cũng hay. Tôi thấy là chiến binh số 92 và 52 bóng to rõ nhiều hơn, chiến binh số 68 chạy cầu cũng rất là tốt.